cá. Ôi trời. Xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ đi thăm 19 cái lờ, cái lờ một cái giớn của anh em để lại. Thì lúc trước á, thì anh em nó đặt nhiều lắm mà cái dịch á, nó đi thăm bị mất hết rồi, cho nên anh em nó cũng về quê nó để lại còn 19 cái để bán rẻ cho mình với cái giớn. Thì mình mới đặt này 2 ngày thôi, nhưng mà cái lờ này mình lúc trước mình có đi quay với anh em nha, rất là hiệu quả. Mình đặt cái này thì không cầm mồi gì hết, chỉ có cái chai mình để cho khi nào nước lớn nó nổi lên là nó không bị ngợp thôi, chứ thật sự đặt cái lờ nó không có bỏ mồi gì hết. Khi mà con cá nó vô thì chỗ nào có rắn thì con rắn nó sẽ vô ăn con cá, thì mình sẽ dính rắn và cá luôn. Cá nhỏ thì ăn hết, nhưng mà cá lớn thì nó sẽ không ăn được, nó sẽ còn cá lớn. Thì nhầm chỗ thôi, nhầm chỗ thì dấn nước bông súng, thì nhầm chỗ có đi cá nữa. Thì bữa nay được 2 ngày, hy vọng là bữa nay mình xong sẽ có hàng để đăng cho người xem nha. Con cá nó chạy chưa? Chưa chạy. Qua cái mình đi. Này mấy cái chưa chạy. Cá không thấy nhiệt thiệt. Ừ, cái sạch quá trời luôn. Hả? Cá này mình để lại mình cho mấy con rắn nó vô, dụ mấy rắn. Thì coi nó có lủng không? Lủng là chết luôn. Có 2 ngày sớm quá, chưa chạy. Có để 3 ngày. Rồi. Mình thấy được con rắn nước rồi nha. Đây. Đứng từ xa được con rắn nước rồi. Rồi, được mới cái sạc với con rắn nước nè. Rồi, mình sẽ bắt cái con rắn nước này về mình để câu cua. Đây, được một em rắn nước. Mình sẽ bắt nó ra. Đấy, gỡ rồi 15 cút rồi. Rắn lớn á, ngon, lại không dính đầu, gặp mấy ông nhỏ nhỏ ăn vô cái là kiếm đường chui ra nó dính cái đầu. Gỡ lâu gần chết. Mà dính ngay cái miệng thơm nó ghê. Mấy bị rắn cũng vậy mà đi đặt mà gặp một rắn nhỏ nó chui ra trời gỡ cái buổi trời. Đặt cái này cũng dính nó nữa. Đây. Giờ tới cái gò má. Trong nước đó, này thì mình hầm củ cải không ngon đâu. Một là bầm nhuyễn ra. Đó. Hai là mình để cô cua một em với nước mà hàng. Rồi bây giờ mình sẽ gắn lại mới mở ra cái giớn. Cái giớn này nó chạy gì không? Giớn này rồng nóng nhiều quá. Mình rè ăn cái gì vậy? Chạy được gì nữa. Dơ quá nó không chạy nè. Không có rắn gì. Rồi được cái luồng này. Rồi không chạy rồi. Ui được một cái lóc. Đây được một cái lóc này. Ở đây sát nhà em nó lớn. Tại vì nó lớn nó sẽ bị mất lờ. Nên mình sẽ nó nhỏ nha. Này mới 2 ngày nó chưa có chạy rồi. Ôi ơi, thấy có một em rắn này, nước lớn nhỏ mới thấy cái đầu. Rồi thêm em đi cá nữa. Ở đây lúc trước này em đặt rắn đi cá rồi dính lần một cái lời là mấy con không á. Con này bây giờ mình sẽ về mình kiếm cái gì đó mình nuôi. Còn rắn nước mình để con cua. Đó, cái này nuôi chắc từng 5-7 tháng là cả tí. Tại vì mình đi thăm á, nó có cá sạch cái này cái kia. Mình bắt về cái mình bỏ vô cái thùng hay cái gì đó mình nuôi.
dì cá. Đó, dì cá thì ở dưới bụng nó bong 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 bong, ở trên thì nó giống như cái hình con trăng vậy. Hai con này, con kia để mình câu cua, còn con này mình để mình nuôi. Ở đây bữa mình đặt hai cái giáng mới nè, mất tiêu của cháu. Ngày em bị mất hết 40 mấy cái lờ này. Mùa dịch xong mấy ông ấy ông đi kiếm cá, ông ăn trong bụng quơ ra ông lấy trơn luôn. Sợ thiệt. Bây giờ bữa anh mua thêm mấy cái giớn nữa, thì đặt kiếm thêm mấy cá rắn rồi. Đặt. Có một con cá rồi, thấy nó lú rồi, bị dướng nữa rồi. Thầy. Ui, cái sạch quá trời luôn. Ê, con này trọng nha. Đó. Ủa, mấy con này mình nuôi chừng khoảng 5-6 tháng là lớn rồi. Ờ, dướng đầu nữa là chết rồi. Chuyên gia luôn, mấy con rắn nhỏ này bị dướng đầu không. Kệ, chưa có gỡ. Nó dướng vô đây á, nó còn đỡ. Nó dướng vô cái hôm, trời gỡ chân ai luôn. Nó dướng vô vòng gì đỡ nè. Với con này bự nó, nông không có sâu. Nãy có con rắn nhỏ, gỡ chân ai luôn. Ở đây năm rồi đặt là rắn quá trời, là năm nay bớt rồi. Với hai năm mình mới đặt có 2 ngày, nó chưa có kiểu mà chưa chạy dữ. Với bữa nay á, bảo kỳ lắm, nó không mua lớn, cái dạng nó mua bảo kỳ lắm. Đi quay cũng khó nữa. Chút xíu nữa. Rồi. Ôi, con này à, trời nè. Ăn nguyên bụng cá luôn. Rồi đi với anh em mà thăm vắng thấy mê luôn. Cá đồ cực quá trời. Mới được có 19 cái. Không được 20 cái nữa nhưng cái giới. Đó. Vô. Này chưa kiếm cái chỗ nào cái sạc nhiều mình đổ về cho nó ăn. Đây con cái. Ru không thấy gì hết trời. Trời cái sạc. Quá trời luôn. Để luôn dụ mới vắng luôn. Trời, là hồ dính đường con gì cá nữa nè. Ô trời cái vô con gì cá nó lắp. Đường cũng có gì khó đã chưa. Ôi ôi con cá lóc chà bá luôn gì cá rồi đẹp lên đây gần nhà cho nó lớn. Bắt cá lóc này ra nè. Cá lóc này chắc cũng nửa ký á. Cá độc. Còn bên kia đặt sát nhà, mình không dám la lớn là mất liền á. Cá đổ qua cái bàn đi. Chặt lắm. Lúc trước trời ơi, bắt con cá nó dậy một cái mất tiêu con cá luôn. Một xíu cái mình đổ vô cái thùng. Để đi, bắt nhắn ra. Chết trời, con này dính vô cái hôm nó trời ơi trời chết tôi. Dính vô cái hôm này. Gỡ nó lâu chân ngay luôn. Còn cái cuối cùng là hết. Cái gì? Vô rồi, vô rồi. Cái vô. Trời ơi, vô. Thôi đây được sát nhà cho là lớn nè. Ôi trời. Trời ơi. Trời ơi, cái lóc hết rồi luôn. Quá trời bụng luôn. Trời ơi, quá đã. Trời ơi, con cá lóc này tím hết luôn. Để mình đổ cho nha.
sẽ đổ cái cuối cùng cho mình xem nha. Tại nãy á, còn một cái cuối cùng á, đặt sát nhà người ta không dám là lớn, là lớn mà là bị mất. Tại vì anh em á, bị mất hết 40-50 cái là này luôn. Cho nên mấy gần nhà mình sẽ nói nhỏ, nó lớn quá rồi bị tại tai nghe, nghe có đầu tai dòm nó thấy là mất. Cho nên hồi nãy không dám la. Nó dính một cá phải nó cá lóc cũng khiếp luôn. Giờ mình sẽ đổ cho mọi người xem con cá này nha. Này rắn. Này được 3 con vậy nè, để chút xíu luôn. Mình xếp xong cá lóc. Trời ơi. Cái máy á, bự quá trời bự luôn mà, nó tung rầm 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 luôn. Ôi, cái cuối cùng hình quá. Đây. Phía trong này hai con này cũng nhỏ. Đó. Mở cái sạc này chút xíu nữa mình lựa mấy con nhỏ này nè. Mình sẽ thả vô mình nuôi mấy con rắn gì cá. Còn cái nước là để mình phục cua. Để quay cho mọi người xem nè. Cá hết hồn. Đầu tiên là dính được con cá lóc này chừng 3 lạng nè. Con này chắc tầm nửa ký nè, con này nè. Trời ơi, con cá hết hồn luôn cá. Từ bự tới nhỏ nửa ký. Trời ơi, nó bay. Ba cá nó một trời một vực luôn. Con này nhỏ nhất tới con này tầm nửa ký, con này chừng 3 lạng, con này nè. Trời ơi. Mọi xem con cá hết hồn chưa? Quá đã chưa? Được mới cái sạc này mình dắt chỗ sống rồi. Cái sạc này thì mình để cái chỗ sống rồi. Cái sạc này thì mình để chiên giòn ăn cũng ngon. Nãy đổ luôn lựa mấy con nhỏ mình nuôi mấy con rắn di cá. Rồi đây. Bữa nay được 4 con rắn, 3 con di cá với 1 con rắn nước. Di cá này mình sẽ lấy cái sạc mình sẽ nuôi chỗ nào lớn cái mình sẽ ăn thịt. Đó, này được 4 rắn với được 3 con cá lóc với mới cá sạc. Có con bự quá trời bự luôn. Con này cuối cùng. Con này gần nhà không dám là lớn. Chứ con này gặp ở ngoài là mình la bể làng luôn. Cá bự quá trời mà nó nhảy tung tung luôn. Rồi thì bữa nay được 4 rắn và 3 con cá với lại mới cá sặc. Thì chắc mình xin dừng clip tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết clip và ủng hộ mình suốt thời gian qua nha. Hẹn mọi người kéo đến sau. Chào tạm biệt mọi người nha.